Hello anh em, lại là mình đây anh em. Rồi hôm nay mùng 10 tháng 5, mùng 10 tháng 6 mình lại tiếp tục làm clip phôi mây dần nha anh em nha. Hôm nay mình có máy phôi khá to khá lực nha anh em nha. Rồi anh em xem kênh của mình nhớ like đăng ký ủng hộ kênh nha anh em nha. Rồi anh Len, hello anh em cái anh Len. Hello anh em. Rồi A Chu, hello ơi. Hello anh em. Non, hello anh em cái hả? Bác Bảy Quý, hello anh em cái bác Bảy. Hello anh em, mình là Bảy Quý đây. Dứt. Dứt anh em, dứt. Rồi anh em, lại tiếp tục nha anh em nha. Rồi bữa nay mình có 8 phôi lùng lực khá đẹp luôn. Anh em nào vô thích cây nào thì chốt cây đó nha anh em nha. Anh em thích chốt cây nào cũng được hết á. Có nhiều khi mình nghe điện thoại trùng á, anh em chốt người này người kia, anh ai chốt trước rồi anh em thông cảm nha, tại vì mình không có quản lý hết nổi anh em mà nha. Rồi mình vào việc thôi anh em, không để mất thời gian của anh em nữa. Đây là cây đầu tiên nha anh em nha, một cây đa thăng, cái cụm rừng khá đẹp luôn anh em à. Cây này bộ đế khá đẹp, liền bệ liền khối, nó có mấy cái thẹo tự nhiên đây nè anh em à. Có mấy thẹo tự nhiên mình xử lý hết rồi. Dạ, thiệu chắc rồi nha anh em nha. Rồi vành á, vành cây này chắc cũng to á, cỡ mấy mét á. Vành nhiêu anh? Vành 61. Rồi vành 61. Rồi xuống đây cao, thì cao. Đúng đây 61, cây chuỗi cả 61. Cao 63. Rồi vành 61, cao 63. Cây chạy này trồng chậu 65 được nha anh em nha. Cây này lên kiếm cái dĩa nhé, mỏng mỏng rồi chơi. Cây khá đẹp luôn anh em. Cây cà phê. Đấy, anh em yêu thích cây này liên hệ mình dứt nha. Cây dốc ngọn có đỉnh đẹp lắm nha anh em nha. Dứt. Em lại tiếp tục anh em ơi. Một cây khá đẹp nha anh em nha. Cây khá khủng luôn anh em ạ. À. Cây to lắm. Thấy không anh đứng từ sau mà không thấy người luôn anh em. Cây khá khủng, đế đẹp nha anh em nha. Đế nè. Đấy. Cây dễ cũng ok nè. Đây nó có một vết sẹo đây nè. Tự nhiên nha anh em nha. Xuống đây luôn. Đấy, còn phần trên liền lạc chi khá đẹp luôn anh em ạ. Thấy nhìn chi không? Chi ok lắm anh em ạ. Cây khá ngon. Cây này cái bầu chắc nữa nha. Cây này tầm 80kg anh em ạ. Bầu cao 30. Khá to, khá khủng, khá vip. Rồi vành anh lên 6-15. Vành 66. Vành 66. Cao 80. Cao 80. Rồi vành 66 cao 80 nha anh em nha. Bầu anh. Bầu này chắc 6, gần 60. Bầu 53. Rồi bầu 53. 47 lần ngang. Thiệt không? Cây chi đẹp lắm anh em, dốc ngọn luôn. Cái ngọn còn có cỡ cầm tay à nha anh em nha. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình. Chốt, dứt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Đấy, cây khá đẹp luôn anh em à, lùng lực nha. Cây liền lạc, đặc vẹo luôn. Đế nè anh em à. Liền lạc, đặc vẹo, đế đẹp luôn nha. Đấy, cây không có một vết lũ bậm gì luôn anh em. Có mấy thẹo tự nhiên đẹp lắm. Rồi vành anh. Cây này vành được á. Vành 52. Đó, thấy chưa, biết ngay rồi. Vành 52. Vành 41, cao 41. Rồi vành 22 cao 41, trồng chậu 50 thôi anh em. Chốt nhanh nhanh đi, cây lực khá đẹp, khá lực luôn. Dứt. Hút. Dứt nhanh anh em à. Cây chi, bộ chi này làm nhanh ra cây anh em à. Hút ra. Hút gì, hút ơi. Anh em ơi, lại tiếp tục một em bồng lúa nha anh em nha. Cây này bộ đế khá đẹp luôn anh em à. Khá vip về đế nè. Vip. Mà này nó lúa anh em à, lúa thép nè. Da tóm lại đang lành. Dạ, chi đây khá đẹp nè. Cây chắc nụi rồi nè mà. Đó, cây đẹp luôn. Ba phê luôn anh em. Rồi quay vòng anh. Đế rồi, khá đẹp luôn. Cây này mà em chơi cho cái nào? Quay anh. Chị đâu dẫn đi đó chú. Dẫn đi bữa rồi. 53. Gần 53. 39 37. Rồi vành 53 cao 37. Bầu dài như anh. Đấy, cây đế đẹp quá. Rồi được rồi chú. Dài 55. Rồi dài 55. Ngang 40. Rồi, dứt thôi anh em. Cây bồ đế khủng luôn. Dứt. Anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi, một cây khá đẹp luôn anh em à. Cây khá hiếp luôn nha. Đế đẹp lắm. Đế là anh em nè.
đế đều hết luôn nha. Đấy, đế này. Đó. Cây nó có một cái thiệu tự nhiên lũ thép. Rồi, ba chi, cây nghiêng hồi đầu lại. Hồi đầu khá hợp lý. Quanh. Quanh 43. Quanh 43, quanh ớt này. Rồi, dưới đây nè, nó bự nè. Cao 43. Rồi, mình 43 cao 43 nha anh em nha. Đâu đo khúc dưới rồi. Khúc dưới thì 50. À, đúng rồi, đo cho đó hợp lý á. Vành 50, cao 43. Đo ở đây với ai đo đây. Rồi ở eo thì 43 mà ở dưới 50 nha anh em nha. Bầu dài anh. Cho kiểu là hao hoành chết. Tại chỗ cảnh đo gì không à. Dài 50. Bởi vậy đâu có cây bằng 70-90. Bằng ngang 38. Rồi ok, chốt thôi anh em. Dứt, cây khá đẹp luôn. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình nha. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây khá khủng luôn. Đừng có kê quá. Châu, đừng có chê. Rồi đó, đó bình thường. Đá nó bay vô mà kê nó. Quay vòng anh lên. Mới đặt vòng mà mấy anh bắt khuyên chỗ này bung vòng hết rồi mấy anh em ơi. Đọc vậy. Cây có tàn chi bay khá đẹp nha anh em nha. Đế này. Đế khá đẹp rồi nè. Đế này. Cây okay, này dễ bao sống luôn. Dễ khá nhiều luôn nha anh em. Cây okay, mà nó cỡ này tí luôn. Còn. Nó lượng chi cho nó lượng đẹp lắm. Thôi quanh á. Quanh 61. Quanh 61 nha anh em. Bắt cái ghế, lấy cái ghế, lấy ghế. Rồi cao mét tư anh em. Rồi bầu này trồng chậu 70 nha anh em nha. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình. Chốt. Cây khá đẹp luôn anh em à. Đây là đo dứt cao anh em nha. Dứt. Cao hơn cao đấy, không chút đo. Leo lên cái cầu em mà. Cao mét tư. 1m3 luôn. Dứt 1m3 nha anh em nha. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em. Một cây khá đẹp luôn nè. Đế khá VIP luôn nha. Cây bao phê luôn anh em à. Anh em nào thích cây này liên hệ với anh. Đế nè. Đế bao phê luôn. Rồi quanh nách. Cây này dạng cây dùng lực bonsai anh em à. Đế nè. Bụng cục cục cơ mề gà gì của A Chu anh em à. Vành 72 cao. Xé về nếu mà trước đo rồi. Cao 41. Rồi, cao 41. Bầu dài nhiêu anh? Vành 55. Rồi, bầu dài 55. Dài 55. Ngang 46. Cây khá đẹp luôn. Đế nè. Đế bao phê luôn anh. Đế nè. Hai cây này chắc nó tách ra nhưng mà nó dính. Nói chung là nó phù hợp lắm anh em ạ. Cây khá đẹp, khá VIP luôn. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Anh em xem kênh mình nhớ like, đăng ký kênh nha anh em nha. Tạm biệt anh em. Chúc. Rồi, dứt anh em ơi. Dứt.